Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư số 16/2021 về kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, điểm đáng chú ý là việc cơ quan này đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Cụ thể, xe cơ giới hoàn chỉnh mới chưa qua sử dụng có năm sản xuất không vượt quá một năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định, được miễn kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định để lưu hành. Xe được miễn kiểm định bao gồm, thứ nhất là xe cơ giới sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh mới chưa qua sử dụng, đã được các cơ sở sản xuất, lắp ráp thực hiện kiểm tra chất lượng xuất xưởng và cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định, được phép tham gia giao thông hoặc tham gia giao thông trong phạm vi hẹp. Thứ hai là xe cơ giới nhập khẩu mới chưa qua sử dụng, đã được kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, được phép tham gia giao thông hoặc tham gia giao thông trong phạm vi hẹp. Như vậy, ô tô mới dưới 9 chỗ được miễn đăng kiểm lần đầu trong 30 tháng, xe tải trong 24 tháng. Chủ xe được miễn phí giá dịch vụ kiểm định, chỉ bỏ chi phí 40.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và 90.000 đồng với ô tô dưới 10 chỗ ngồi. Thời gian áp dụng miễn đăng kiểm cho xe lưu kho, lưu bãi trước khi đến tay người tiêu dùng trong 23 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau thời gian này, xe phải đưa đi đăng kiểm như bình thường.